Good morning. Chúc mừng nước Mỹ đã hoàn thành đợt bầu cử. Chúc mừng ông Donald Trump. Hôm nay em đi ăn cháo của Mỹ rồi. Chúc mừng những ai đã bầu cho ông Trump đúng như ý nguyện của những người đi bầu cử. Anh có hỏi em bầu cho ai không? Anh có hỏi em là em bầu cho ai không? Hỏi đi. Hỏi gì nữa, những người có tư tưởng lớn gặp cho hỏi gì nữa. Hỏi chứ anh bầu cho ai vậy? Anh bầu cho ai? Con người chiến thắng. Chúc mừng anh. Trời ơi, ăn mừng thịnh soạn dữ ha. Ăn mừng ha. Nay ăn mừng bầu cử nè. Một dĩa thịt bò với trứng nè. Khoai bay nghi ngút nè. Khoai trứng gì vậy? Nếu nguồn ba của khoai thì cũng phải bỏ. Chính rồi đấy. Việt Nam ăn khoai, Mỹ ăn bánh mì. Còn ba củ là nướng luôn để thôi. Kim Jong Un. Sáng nay nhà Tám sẽ ăn ấm ăn cháo ốc miêu. Còn người khác thì ăn bánh mì, thịt bò, trứng. Bây giờ mình vừa ăn sáng vừa nghe tin tức bản dịch tiếng Việt và ăn cháo ốc miêu với nấm. Lãnh đạo Việt Nam ra của trời Trung Quốc Nga đó nó lại ký nữa không bị bắt trước không trên mấy thằng Anh nó thế nào rồi mình mới nói theo rồi mình mới nói theo mình không giống nói theo. Việt Nam đang trong giai bầu cử Mỹ rồi, không nghe CEO nói chuyện rồi. Có CEO còn nói chuyện không? Đi qua vùng biển của nó hả? Nó nói là đi qua vùng biển của nó hả?
Tính ra bắt hả? Nó giữ tàu. Tạo cho nó ngư dân quá hả? Bánh mì với thịt bò, sa củ hành. Anh có nhớ anh bầu thượng vụ hạ vụ không? Ông nào hoàng là bánh. Nhưng mà mấy cái kia là cậu quái đúng không? Ừ. Thưa nguyên ra bây giờ này cậu quái nắm hết rồi. Và tâm lắm những cái này nông trên nó là nó có phấn đấu mà bậy. Còn một đá hết rồi. Ừ. Florida. Vào ngày 6 tháng 11 cho thấy khu nghỉ dưỡng xa hoa của ông Trump ở Florida ngập tràn niềm vui và không khí Miami hả? Trước đó, Mar-a-Lago bùng nổ trong tiếng reo hò khi ông Trump giành chiến thắng. Ngược lại, phó tổng thống Kamala Harris đã hủy bữa tiệc bầu cử và từ chối phát biểu. Vào đầu buổi tối, ông Trump xuất hiện hoàn toàn thoải mái cùng với tỷ phú Elon Musk và Melania White. Sau đó, giám đốc hãng Tesla có chia sẻ một số bức ảnh cực sướng tươi cười từ phòng tiêu vũ của Mar-a-Lago. Có mặt tại bất tiệc của các nhà hàng trong một tập đoàn của Mar-a-Lago, thượng nghị sĩ Alabama Tommy Tuberville và luật sư của ông Trump là Alina Harper. Theo trang tin Daily Mail, ưu thế ban đầu của ông Trump trong cuộc đua tổng thống đã được hiện thực hóa ngay trước nửa đêm khi ông được dự đoán là người chiến thắng ở Bắc Carolina. Khi có thông báo ông Trump đã giành chiến thắng ở tiểu bang chiến trường đầu tiên, chiến dịch tranh cử của bà Harris được cho là đã tắt tiếng TV tại bữa tiệc theo dõi. Người tham dự thừa nhận rằng họ đã có cảm giác giống năm 2016. Mặc dù 6 tiểu bang do động khác vẫn đang kiểm phiếu vào khoảng nửa đêm, tỷ phú Elon Musk vẫn tự tin đến mức tuyên bố chiến thắng sớm cho ông Trump trên nền tảng mạng xã hội X. Vào lúc đảng Cộng hòa sẵn sàng ăn mừng chiến thắng, thì đảng của bà Harris cảm thấy cuộc đua dần tuột khỏi tầm tay. Khi hoạt động kiểm đếm tiếp tục được thực hiện, phe của bà Harris thừa nhận bức tường xanh tại các tiểu bang bao gồm Pennsylvania và Michigan sẽ rất quan trọng với kết quả cuối cùng. Trước đó, cũng trong đúng ngày bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11, cuộc thăm dò ý kiến cử tri từ CNN tiết lộ con số gây sốc, trong đó khoảng 43% người Mỹ cảm thấy bất mãn và 29% còn lại bày tỏ sự phẫn nộ với tình hình đất nước hiện tại. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ 7% người tham gia bày tỏ sự hào hứng với tình hình trong nước và 19% cảm thấy hài lòng. Cũng theo cuộc thăm dò, khi được hỏi về mức độ hài lòng với nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, 58% người tham gia cho biết họ không chấp thuận, trong khi 41% bày tỏ sự ủng hộ đối với thành tích của ông. Thưa quý vị, kết quả bỏ phiếu đã cho thấy sức ảnh hưởng trên khắp cả nước của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump khi ông giành được nhiều phiếu bầu hơn trên toàn quốc so với 4 năm trước. Và trong khi ông Trump tuyên bố chiến thắng và đánh bại bà Kamala Harris, Trung Quốc được cho là đang dốc toàn lực chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt, sẵn sàng đối đầu với Mỹ cho cuộc đua siêu cường về thương mại, công nghệ và an ninh trong 4 năm tới. Các nhà chiến lược Trung Quốc nhận định, mặc dù họ dự đoán ông Trump sẽ có những tuyên bố gay gắt hơn và khả năng áp thuế quan nghiêm khắc, nhưng một số người lại cho rằng chính sách đối ngoại mang tính cô lập của ông Trump có thể tạo ra cơ hội để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu. Trong giao, thành viên cấp cao của quỹ Kanjin vì hòa bình quốc tế chia sẻ, Bắc Kinh đã lường trước một cuộc đua xít sao trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, mặc dù chiến thắng của ông Trump không phải là kết quả mà Trung Quốc mong muốn và mang đến nhiều lo ngại, nhưng điều này không hoàn toàn gây bất ngờ. Giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ cá nhân thân thiện với ông Trump, đồng thời tăng cường các chiến lược nhằm khẳng định quyền lực và sức mạnh của quốc gia này. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng dự đoán ông Trump sẽ đẩy nhanh quá trình tách biệt công nghệ và chuỗi cung ứng, một động thái có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và tác động gián tiếp đến sự ổn định chính trị xã hội của quốc gia này. Để đối phó, Bắc Kinh có thể sẽ đẩy mạnh nỗ lực tự chủ công nghệ và kinh tế, đồng thời đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc thúc đẩy thắt chặt quan hệ kinh tế với các quốc gia như Nga.
ngày 6 tháng 11 cho rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thân thiện với Đài Loan sau cuộc bầu cử tổng thống và Đài Bắc sẽ nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc gây rắc rối trong suốt quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ. Phát biểu với báo giới tại cơ quan lập pháp, người đứng đầu cơ quan an ninh đảo Đài Loan Thái Minh Ngạn khẳng định Thái Minh Ngạn giữa hai bờ eo biển Đài Loan, chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cách tiếp cận hiện tại là kiềm chế Trung Quốc và thân thiện với Đài Loan. Cũng theo quan chức Đài Loan, Honda sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền đương nhiệm của Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump, kiêm ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trước đó từng đưa ra bình luận trong chiến dịch tranh cử, cho rằng Đài Loan phải trả tiền để được bảo vệ, đồng thời cáo buộc hòn đảo này đánh cắp hoạt động kinh doanh chất bán dẫn của Mỹ. Còn đối với Nhật Bản, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, người phát ngôn chính phủ vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 tuyên bố, Tokyo đặt mục tiêu củng cố mối quan hệ tin cậy và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống tiếp theo nhằm tăng cường hơn nữa liên minh an ninh song phương. Tối em đi làm về có một cái tai nạn lớn ngay ngõ nhà mình luôn. Em đi về tới đó rồi thì cảnh sát nó đóng đường để nó kéo xe, đóng tất cả các lane luôn, cái phải quay đầu. Như thế nào người đây mà quay đầu, quay đầu vô cái mặt kia kia, bấm cái Google cho nó chỉ đi vô trong cái xóm đi ra đó. Tới khi kiếm được đường đi về nhà đi ra tới đó thì nó dẹp hết rồi, đường thông thoáng rồi. Là đưa vô đâu biết không? Đưa vô trong cái khu, cái dãy trước nhà mình nè. Vô đó để cho lên xe rồi làm giấy tờ report cảnh sát rồi đó. Tai nạn lớn lắm. Rất là nguy hiểm. Về tới ngõ đâu vô nhà được ghê chưa? Wow. Nói lại. Tình hình là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến đây đã kết thúc và Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúc mừng. Bây giờ mình ra đường mà có gì khác mọi ngày không? Hay là mọi người vẫn đi làm ăn bình thường? Mỹ vậy đó. Ở đâu ngoài trung tâm, ngoài DC rồi chứ ở đây thì vẫn đi làm. Giờ mình đi lên tiệm mình coi cái không khí như thế nào. Cái hoa cúc tưởng nó chết mà nó sống lại đó. Nó mát cho nó sống lại. Có thể nó nở thêm đợt hoa nữa đó. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Trễ rồi á. Mà cứ vào quê dưới dòng. Đó là tại hôm thức khuya quá. Hồi hộp chờ kết quả bầu cử cho nên là dậy không nổi. Nó giục báo trước nhà. Ok. Bye. Giờ tạm đi làm đây. Nay làm trễ rồi, 7 giờ 9 giờ mấy phút rồi, 7 8 phút rồi. Nó hồi hôm mình thức mình chờ kết quả bầu cử. Cho nên mình thức khuya quá. Ngay trước nhà nó có một cái ổ gà to quá nên tạm đi ra chỗ đó phải đi chậm chậm. Ổ quà, ổ gà nó to, chờ người ta giá. Mới bầu cử xong thì chắc cũng vắng thôi. Okay. Cứ từ từ thôi. Cứ từ từ mà nó không được, mà không đến nỗi nào. Chưa có chỉnh cái đồng hồ trên chiếc xe nữa đó. Chiếc xe bây giờ là 10 giờ mấy. Là tối bị tai nạn ngay cái chỗ này nè. No. Ở ngay cái ngõ vô nhà Tám á. Tám đi qua đèn đỏ này luôn rồi mà cuối cùng phải không vô nhà được. Phải quay đầu lại. Quay đầu lại thì không biết đi sao. Xong cái vô cái bãi đậu á, bấm lại cái địa chỉ nhà mình, bấm cái địa chỉ nhà mình để họ chỉ đi cái đường khác. Đi vòng vô cái xóm ở trên kia, đi xuống ra kia để quẹo phải, quẹo trái về để vô cái cửa cái đầu kia đó, để vô cái hướng kia đó. Mắc cười quá, khi mà kiếm được đường đi về nhà thì cái vụ tai nạn họ đã dọn hết rồi. Họ kéo vô trong cái bãi đậu của cái khu kia họ giải quyết, họ dẹp đường rồi. Đó mình đứng một xíu thì chắc cũng về được. Mà không biết bao lâu á, mình
đi mình đâu có biết là chờ bao lâu mà ngay cái ngõ nhà mình rồi. Thôi mình đi dọc lên kia, mình đi xuống, mình đi về đi cho rồi. Thì để lát nữa nó đông mình quay đầu không được. Mà không biết chờ giải quyết bao lâu. Về tới nhà 8 giờ mấy. 8 giờ rưỡi luôn. Tại gần 8 giờ mới ra khỏi chỗ làm. Hôm qua tới mình làm về trễ. Hôm qua khách vô trễ, gần 7 giờ luôn có khách vô. Cái đèn đỏ này là tới chỗ làm nhanh lắm, từ nhà ra chỗ làm 7 phút, từ nhà ra ngõ 2 phút, từ ngõ qua chỗ làm 5 phút. Tới nơi rồi các bạn ơi.